Cách làm quẩy. Chúng ta sử dụng 1 kg bột mì, 100g bột năng, 30g bột béo, 15g bột baking powder, 7g bột dai. Khuấy bột đều. Thêm 10g bột khai, 2g phèn chua, 10g giấm. Khuấy đều. Cho 15g đường, 7g muối, 50ml nước. Khuấy cho tan gia vị. Chúng ta tiến hành trộn bột, cho hỗn hợp đường, muối sau khi hòa tan vào trộn cùng bột, bột khai, phèn chua, giấm đã hòa tan. Cho 600ml nước, quật đều bột. Cho 15g men mọt đã hòa với nước. Thêm 20g dầu ăn, trộn đều. Phin bột vào ủ, ủ tủ mát khoảng 2 giờ. Cho ra quật lại ủ thêm khoảng 1 giờ. Chúng ta tiến hành cán bột, rắc một chút bột áo, chia đều thành 5 phần. Cắt mỏng dày ba ni và dài khoảng 10 đến 12 cm. Nhúng nước vào đầu đũa, ấn nhẹ vào bột, chồng bột lên. Ấn vào cho bột dính lại với nhau. Đặt chảo dầu sôi khoảng 180 độ, cho quẩy vào chiên đến khi vàng giòn là vớt ra rổ để ráo dầu.